Xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay mình quay lại cái video hàng cái kéo cắt tôn hôm qua nhá. Mình kéo cắt tôn này nó về hôm qua này, mà em quay buổi tối quá nên là hình ảnh lên video nó không được rõ. Nhiều khách thắc mắc bảo là quay lại để cho mọi người được xem rõ nhá. Hôm nay thì mình em còn khoảng hơn 20 chiếc thôi, kéo cắt tôn nhá, còn hơn 20 chiếc. Ai chốt thì nhanh tay alo cho em hoặc là nhắn tin cho em để chốt hàng nhá. Số điện thoại của em là 0975 275 636 ạ. Bên em có ship hàng toàn quốc, mọi người mua hàng kiểm tra hàng đúng hàng nhận dùm em nhá. Giá bán hôm nay là 120.000 một chiếc, chưa bao gồm phí ship nhá. Đây kéo cắt tôn này, hàng mới nguyên nhá, hàng mới nguyên. Đây cái thanh gài của nó này. Hàng mới nguyên đây này, em vừa bỏ ra đây một chiếc nhá. Đây nó hàng mới nhưng mà do vận chuyển nên là nó vỡ hết hộp rồi, nhưng mà chất lượng sản phẩm thì vẫn còn nguyên như này, không xây sát, không ảnh hưởng gì nhá. Đó. Đó, mọi người không dùng thì mọi người cài vào đây này. Cái này nó cắt tôn được từ 1 ly trở xuống nhá. Cắt rất là sắc bén luôn ạ. Đây. Đây em chỉ lấy một đoạn nhỏ em cắt ví dụ thôi. Đó. Cắt rất là sắc bén luôn. Lưỡi đẹp, không có sức mẻ gì đâu ạ. Hàng mới nguyên mà. Cắt tôn xong lại cắt giấy ngon lành. Đó. Hàng này thì nó không có ghi là Made in China, Made in Japan hay là nó ghi sản xuất ở đâu hết nhá. Bên trong này nó có một tờ giấy hướng dẫn này. Một tờ giấy hướng dẫn này. Còn ở dưới là đằng sau đây. Đây là cái phần vỏ của nó nhá. Phần vỏ của nó này, nó xuất đi tận 9 nước ở châu Âu này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 nhá. Đây này, cắt được lưới thép này. Cắt tôn này. Chỗ này giống như là cắt cành ạ. Biểu tượng này, giống như là cắt cành. Đó. Mã này em còn có khoảng hơn 20 chiếc thôi nhá. Mọi người chốt thì alo chốt đơn cho em nhá. Hoặc nhắn tin trực tiếp cũng được ạ. 120.000 một chiếc. Ship code toàn quốc, mọi người mua hàng kiểm tra hàng thoải mái, đúng hàng nhận nhá. Đúng như em quảng cáo trên video thì nhận nhá, sai không nhận nhá. Rồi em sẽ đo cái phần chiều dài nhá. Đây là cái thước em đo này. Tổng chiều dài của nó là cả cái tất cả là 26 cm này. Tổng chiều dài là 26 cm nhá. Đó. Phần lưỡi. Phần lưỡi là được 4 cm nhá. Phần lưỡi của nó được 4 cm. Cắt tôn từ 1 ly quay về nhá. Sắc. Hàng rất là đẹp, rất là chất lượng luôn ạ. Mọi người mua hàng thì alo cho em nhá. Còn có hơn 20 chiếc thôi ạ. Rồi em xin kết thúc video tại đây ạ. Hẹn tất cả mọi người những video tiếp theo. Mọi người nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn biểu tượng chuông báo, nhấn nút chia sẻ để luôn theo dõi được những video mới nhất mà bên em đăng lên kênh mỗi ngày nhá. Cảm ơn tất cả mọi người, các anh các chú đã luôn ủng hộ kênh ạ. Rồi em xin kết thúc video tại đây nhá.